vậy thôi. Đã đến giờ mới của tôi thế nào? Ôi xe mới thì xịn đó, ông mượn của ai vậy? Đợi nha, đợi nha, của cha tôi à, cha tôi mới vừa mua nên tôi lấy tôi lái luôn. Trời ơi, hôm nay chính là ngày đầu tiên Hà Chi và Nabi làm YouTube nè, giờ ông ta sẽ đi khám phá cái nhà ma này, có chuẩn bị camera chưa vậy? Tới rồi nè, nhưng mà đang kiếm đường vô. À đây, đường vô nè. Ở đây á hả? Trời ơi, đúng rồi. Vậy, ha, chi? Được rồi, bây giờ mình sẽ quay cái intro ngoài đây trước nha. Rồi, để ở đây. Rồi mình quay cái intro nè, mình xin chào nè, chuẩn bị nè. Chuẩn bị nha. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Nabi với Ha Chi. Hôm nay tụi mình sẽ tới tham quan khám phá ngôi nhà ma. Nhà hàng có thấy con ma không đâu? Thì chúng ta sẽ vô đây mà khám phá coi có con ma nào không. Đúng rồi, vậy nha, đi nè. Rồi, đây thôi. Đi. Ghê quá à, tôi không dám đi lên cao luôn á. Ai làm bậy chỗ này à? Ai bậy nôn của ai à? Trời ghê quá à. Ồ, trong đây có đồ là có dạ. Súng kìa. Ê, chỗ này cắm à? Chỗ này bộ có người ở hay gì mà thấy có súng, có quần áo này. Thôi, chắc mình không nên đụng vô đâu. Đúng rồi. Không nên đụng vô súng á các bạn ơi. Giờ mình lên tầng trên đi. Ở đây không có gì. Đúng rồi, đi lên tầng trên đi. Đây đây. Có cái gì không? Ê, có gì à? Nó chui ra luôn kìa. Mày ê, ai da da. Mày da. Ê, cứu tôi với. Ngài ông cứu tôi với. Đánh ngài ông cứu tôi với. Trời ơi, cứu với. Ê, ai da, cứu tôi kìa. Chị ơi, cái sao vậy chị? Hả? Mày không đánh ai vậy? Mày nè. Ai da, nó kéo tới kìa. Mày cứu da đánh lại. Ui, một đống luôn kìa. Đúng rồi. Bây giờ tụi mày không chết cái gì, tao sẽ biến hình. Ây, cha. Uầy, con gì vậy? Tôi xin đi nhà vệ sinh cái nha, đau bụng quá à. Trời ơi, thấy chưa, mới thấy chưa.
Brown. Nhưng mà nói chung là rất là ngon đó Bojita. Ủa nhưng mà Bojita, tôi có cái này muốn hỏi bạn nè. Hồi nãy á, lúc mà bạn cứu tôi với lại Hachi á, tôi thấy bạn bị làm cái gì mà to bự lên chứ không có phải nhỏ xíu em như con cuối này đâu. Đúng không? Xíu. Đúng rồi đó. Trời ơi, body, body một chục khối luôn. Trời ơi, vạm vỡ quá vậy. Tôi phải biến hình như thế này thì tôi mới thể đánh bại cái con quỷ. Mấy quỷ hay mạnh lắm. Thì ra là gặp quỷ mạnh mới biến to lên vậy hả? Đúng rồi, bạn thấy muối tôi đã không? Anh gờ thử đây. Sao hờ gờ nữa? Nhưng mà nói chung là nhìn bạn đẹp lắm, đẹp lắm. Nhìn rất là vạm vỡ nha. Ồ, sao hôm nay nghe tiếng Bojita về sớm vậy? Ồ, anh nghe hai nghe quá. Ôi, chị ơi, anh này cũng có cái cưa cái đầu giống như bạn. Ai đây? Ai đây? Ai đây? Mình đánh anh ơi. Bạn này hồi nãy là em gặp bạn ấy trong rừng. Bạn ấy đang bị quỷ tấn công nên em đã cứu bạn ấy về á. Ồ, vậy à. Vậy anh em là Gentleman hả? Đúng vậy, anh là Gentleman đây. Trời ơi, vậy là hai người đều có cái cưa trên đầu. Hai người là cái gì vậy? Người cưa hả? Quỷ cưa mới đúng chứ. Tự sang quỷ, quỷ cưa. Trời ơi, nhưng mà nhìn cũng đẹp quá trời quá đất luôn á. Rồi em ở đây một đêm nha. Tại vì em bị quỷ tấn công em sợ quá. Dạ, nếu vậy thì em cứ việc ở đây đi. Không sao đâu. Rồi giờ anh xuống anh tập thể hình xíu. Rồi, chúng ta vô trong đây ta nè. Luyện tập thôi. Wow. Vậy hết hồn anh kia. Rồi, Gentleman này anh cũng có body sâu mưa giống Bojita luôn hả? Đúng vậy, anh phải luyện tập để tiêu diệt những con quỷ. Có vài con quỷ rất là mạnh, nên chúng ta phải luyện tập. Bây giờ bạn tập ra làm quà tập gym đi. Bây giờ bạn sẽ có sức mạnh đấu lại quỷ luôn á. Không có quỷ nào sợ bạn nữa đâu. Sao mà được, tôi là người bình thường mà. Mấy con quỷ ở đây chứ. Ây da, đây là tập thôi nè. Rồi bài đầu tiên chị bảo. Để bỏ đi, để bỏ đi. Tự nhiên giờ phải vô tập gym luôn vậy trời. Được rồi, tôi sẽ luyện tập cho tôi không có bị yếu đuối nữa. Để mấy con quỷ nó không có đánh tôi. Đúng vậy. Mệt quá các bạn ơi. A few moments later. Mệt quá. Trời ơi, chạy mà tôi cái chân muốn rụng rồi luôn rồi. Xe mà đuối là thôi, bây giờ đi về nghỉ đi rồi ngày mai tôi dẫn bạn đi. Đúng rồi. Trời, em lên trên lầu đi, trên lầu nó có phòng đó. Ừ, đúng rồi. Bây giờ hả? Không biết bao giờ tôi mới có cơ bắp cuồn cuộn như hai bạn này luôn. Trời ơi, bạn kể cho mẹ đi thôi nha. Phòng ở đâu vậy? Chạy đi. Hôm qua mấy đứa làm gì trong lần vậy? À, tụi em làm YouTuber. Anh có biết về YouTuber? Em nghĩ là anh biết nha, tại vì em thấy phòng. Quay, ông có được quay bọn anh nha. Trời, sang quỷ là cần bí mật để tiêu diệt bọn quỷ. Ông đúng được rồi, không được đâu. Làm vậy là không nên đâu. Tụi tôi mọi sự riêng tư á. Đúng rồi. Vậy hả? Vậy tôi biết rồi. Vậy hôm qua tôi có quay chúng Bojita một đoạn á, để có gì tôi xóa. Các bạn nhớ giữ bí mật cho Bojita với Gentleman để họ sang quỷ nha. Thôi, giờ anh có việc rồi. Giờ anh phải đi và nhận tiền thưởng của đám bọn quỷ hôm qua ăn săn được mới được. Rồi có gì em ở đây nha. Có gì Bojita sẽ dẫn em về. Dạ. Ủa Bojita, ông không đi nhận tiền thưởng gì hết. Ông là sợ săn quỷ không?
xong em dạy dưỡng lạnh giùm tôi rồi. À vậy hả? Vậy lát nữa có gì bơi cho ta dẫn tôi về nha. Ok. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ừ, tôi dẫn mà về. Nhưng mà đi buổi sáng như thế này là an toàn, là không có quỷ hả? Đúng rồi, đương nhiên là an toàn rồi. Đâu có thứ gì mà động lực chúng ta